Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 71. Lý Dục Thần đứng trên đài, nhận lời chúc mừng của mọi người. Ánh mắt anh lướt qua đám đông rồi dừng lại trên một người. Người này cúi gằm, cũng giống như những người khác, hơi khom người, tỏ vẻ cung kính nhưng miệng lão ta không hề cử động. Khi ánh mắt Lý Dục Thần dừng lại trên người lão ta như cảm nhận được, bắt đầu lặng lẽ lùi lại. Lý Dục Thần quát lớn, Đồng Hạo, ra đây. Khi mọi người còn đang kinh ngạc thì người đó đột nhiên quay người định bỏ đi. Lý Dục Thần đã có đề phòng, vẫn luôn để mắt đến người đó nên cố ý gọi tên Đồng Hạo chính là để xem phản ứng của lão ta. Quay người bỏ chạy chứng tỏ người này cho dù không phải Đồng Hạo thì cũng có liên quan đến Đồng Hạo. Anh đưa tay ra, thanh kiếm huyền minh cắm trên đài đã nằm trong tay anh. Một luồng kiếm khí đen mang theo hơi thở tử thần chui vào đám đông. Tốc độ của Đồng Hạo rất nhanh nhưng không nhanh bằng kiếm khí. Người còn chưa ra khỏi đám đông thì kiếm khí đã đến. Lão ta tiện tay túm lấy hai người bên cạnh, ném về phía kiếm khí. Nhìn thấy kiếm khí sắp xé nát hai người đó, Lý Dục Thần vội vàng thu lại kiếm khí lại. Đồng Hạo cười lớn, hai tay liên tục vồ lấy, những cao thủ võ lâm bên cạnh lão ta bay lên từng mảng. Ha ha ha, Lý Dục Thần, mày nhân từ như đàn bà vậy thì làm minh chủ võ lâm cái gì? Tao xem mày cứu được mấy người, ha ha ha. Trên không, bóng người hỗn loạn. Những người bị Đồng Hạo ném ra ngoài đều bị truyền ma lực, nếu để họ ngã xuống đất thì không chết cũng tàn phế. Lý Dục Thần vung tay, một cơn gió nổi lên, nhẹ nhàng nâng những người này lên mặt đất, đồng thời hóa giải ma lực trên người họ. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, Đồng Hạo đã biến thành một luồng sáng đỏ rồi bay đi. Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh đều vô cùng lo lắng nhưng đành chịu, bản thân chỉ là võ đạo tuyệt đỉnh, còn chưa biết bay, chỉ có thể nhìn Lý Dục Thần nhưng khi nhìn lại thì vô cùng kinh ngạc. Trên đài đâu còn bóng dáng Lý Dục Thần, đã trống không từ lâu, không biết anh đã rời đi từ lúc nào. Mà cùng lúc đó, hai hòa thượng Hải Không và Tịnh Tuyền cũng mất tích. Đồng Hạo bay ra khỏi trấn Châu Môn, quay đầu lại thấy không có ai đuổi theo nên tự đắc, thầm nghĩ, Lý Dục Thần cũng chỉ đến thế thôi. Vừa rồi thấy anh phá hồn kiếm của Hoàng Phủ Phạm, tưởng anh lợi hại lắm, xem ra vẫn đánh giá cao anh rồi. Ngay lúc này, hư không phía trước đột nhiên lóe lên, xuất hiện một đám mây màu tím. Đồng Hạo thầm kêu không ổn rồi vội vàng dừng lại lơ lửng giữa không trung, quát, ai vậy? Dám cản đường của bổn tọa. Bỗng thấy trong hư không xuất hiện một cô gái tuyệt sắc, chân đạp tử vân, tay cầm một cây như ý màu tím, cười tủm tỉm nhìn lão ta. Ông là Đồng Hạo à? Cô là ai? Tôi tên là Lâm Mộng Đình, tất nhiên ông cũng có thể gọi tôi là Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân, lóe lên, muốn chết Đồng Hạo nghe xong giật mình. Mắt tam giác nheo lại, sát khí đột nhiên lão ta nhảy thẳng lên giống như đại bàng, hai cánh tay như cánh nhấc lên cuồng phong ngập trời, trong cuồng phong, hai lòng bàn tay lão ta lật lại đánh ra hai luồng lửa. Lâm Mộng Đình cười khúc khích, tốt lắm, cô đứng trên tử vân, cuồng phong bất động, sau đó vung như ý trong tay lên thành một dải mây, cuốn lấy hai luồng lửa, một tay khác chỉ về phía trước, hư không lập tức thay đổi từng lớp như thể tạo ra nhiều không gian pha lê, nhốt Đồng Hạo vào giữa. Đồng Hạo kinh hãi. Thiên Vu Tử Vân, không gian linh lung. Rốt cuộc cô là ai? Thần nữ Bạch Sơn có quan hệ gì với cô? Không liên quan đến ông. Lâm Mộng Đình nói xong thì nhẹ nhàng búng tay, từng lớp không gian linh lung đó vỡ tan. Một sức mạnh to lớn cuốn lấy lão ta lăn lộn trên không trung, suýt nữa xé nát Đồng Hạo. Khi lão ta rơi xuống đất, quần áo của lão ta đã bị xé thành từng mảnh, da trên người cũng xuất hiện nhiều vết nứt như phủ đầy tơ nhện màu máu. Đừng ra tay, chúng ta chính là... Lão ta chưa dứt lời thì một thanh kiếm đen đã xuất hiện trước mặt lão ta, chặn cổ họng lão ta lại. Đồng Hạo, là ông giết ông nội hữu toàn của tôi sao? Lý Dục Thần nghĩ đến ông nội hữu toàn thì khuôn mặt đầy sát khí. Luồng sát khí này khiến cho Đồng Hạo hỏa lệnh sứ của Ma Môn đã giết vô số người cũng cảm thấy lạnh lẽo. Ha ha, Lý Hữu Toàn không biết lượng sức mình, muốn giết tao, không trách tao được. Lý Dục Thần... Mày nên biết thân phận của mình, mày là con trai của thánh nữ, mày nên đứng về phía bọn tao mới đúng. Bố mẹ mày bị những nhân sĩ chính đạo đó ép chết. Nhà họ Lý của bọn mày cũng bị bọn họ diệt. Đến bây giờ còn muốn lừa tôi sao? Lý Dục Thần cười lạnh, nếu tôi không điều tra thì tôi đã tin lời ông rồi. Nhà họ Lý bị diệt, những danh môn đại phái đó có trách nhiệm là thật, những ai dính máu trên tay, tôi sẽ lần lượt điều tra, không ai có thể trốn thoát. Nhưng các ông châm ngòi thị phi. Cố ý dụ dỗ chính đạo tấn công nhà họ Lý rồi ngồi hưởng lợi,
cuối cùng khiến nhà tôi tan cửa nát nhà. Đạm Đài Ngọc và Lữ Hiển đã bị tôi giết, hồn phi phách tán rồi. Còn lại Diệp Tiễn Lâm, Cùng Tiên và Đồng Hạo ông cũng đừng hòng chạy thoát. Đồng Hạo nghe anh nhắc đến những cái tên này thì trong lòng hơi run, cuối cùng cũng có chút sợ hãi. Sao, sao mày biết được? Muốn người không biết thì trừ phi mình không làm. Lý Dục Thần nói đi, Diệp Tiễn Lâm và Cùng Tiên ở đâu? Đồng Hạo lắc đầu nói, tao không biết, trừ khi có lệnh từ bên trên, còn không năm sứ giả của Ma Môn vẫn luôn hành động một mình. Có lệnh từ trên, trên nào? Lý Dục Thần quát hỏi. Đồng Hạo biết mình đã lỡ lời, liền im lặng không nói. Lý Dục Thần cười lạnh, đừng tưởng tôi không biết, nói đi, là Minh Vương. Hay là Lục Tây Phu? Sắc mặt Đồng Hạo đại biến, đột nhiên cười lớn, Lý Dục Thần, mày đã biết hết rồi, sao còn hỏi nhiều như vậy? Vô dụng thôi, mày giết tao thì sao? Đợi đến khi bọn mày đến bí cảnh Huyền Vũ, tử thần sẽ xử lý hết bọn mày. Kẻ hầu của Minh Vương nói mày là thiên ma chuyển thế, ha ha ha, thật buồn cười. Minh Vương đại nhân mới là người thống trị tam giới. Mày giết đi, giết tao đi. Chỉ cần Minh Vương đại nhân còn, hồn phách của tao đến minh giới thì có sao? Minh Vương đại nhân sẽ cứu tao. Mày không giết được tao đâu. Ha ha ha. Phụt. Thanh kiếm Huyền Minh đen đâm vào cổ họng Đồng Hạo. Một luồng tử khí quấn lấy cơ thể lão ta, cũng quấn lấy linh hồn lão ta. Đồng Hạo giấy giụa, trong mắt tràn đầy đau đớn và khó tin. Đây là, tử, khí, thiên, ma. Lão ta nghẹn ngào thốt ra mấy chữ này, cơ thể và hồn phách cùng hòa tan trong tử khí đen, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. A-di-đà Phật. Một bên trái một bên phải xuất hiện hai hòa thượng cùng vang lên hai tiếng niệm Phật. Lý thí chủ, tâm ma của thí chủ quá nặng, trải kiếp không sạch, chỉ sợ là kiếp sau sẽ khó khăn muôn trùng. Hải không chắp tay nói, nhớ đến một bát mì bì và nửa con vịt muối, tôi có thể giúp thí chủ một lần, thí chủ hãy theo tôi đến núi Phổ Đà vào bí ảnh, đóng quân 3 năm, chắc chắn có thể tẩy sạch tâm ma, từ nay không còn tai ương kiếp nạn. Tịnh Tuyền bên kia nói, thanh kiếm trong tay thí chủ này là một thanh kiếm tốt nhưng ma khí quá nặng, có tiếng oán than của địa ngục, chỉ bằng theo tôi đến Cửu Hoa Sơn, tẩy sạch ma khí, trở về bản ngã. Lý Dục Thần chắp tay với hai hòa thượng, hai vị đại sư, cảm ơn các vị. Phật gia giảng duyên khởi cũng như không có, mỗi người đều có duyên pháp của riêng mình, dù là Phổ Đà hay Cửu Hoa đều không phải là nơi duyên pháp của tôi. Lòng tốt của các vị tôi xin nhận, nói xong anh quay người, nằm tay Lâm Mộng Đình bước lên Tử Vân, phiêu nhiên rời đi. Đại sư, nếu có hứng thú thì gặp lại ở bí cảnh Huyền Vũ. Lý Dục Thần nói trên không trung, nhìn Tử Vân biến mất trên bầu trời, Tịnh Tuyền thở dài. Than ôi, ma không phải ma, đạo không phải đạo. Hải không sờ sờ cái đầu chọc đã mọc dài nửa tấc của mình, nói, hòa thượng cũng không giống hòa thượng. Hai người nhìn nhau, cười ha ha, trái phải bước đi, đột nhiên không gian rung chuyển, như ảo ảnh trong mơ, sau đó hai người biến mất trong bọt nước. Chỉ còn lại ánh nắng chói chang, tiếng ve sầu kêu râm ran, trời nóng chưa tan, gió mát mới nổi, nhân gian vào đúng lúc lập thu. Giết chết Đồng Hạo, báo thù cho Lý Hữu Toàn. Coi như Lý Dục Thần đã giải quyết được một nỗi lo trong lòng. Đáng tiếc là chỉ có Đồng Hạo, Diệp Tiễn Lâm và Cùng Tiên không xuất hiện. Để đề phòng ba người này bỏ trốn, anh đã cố ý sắp xếp, để Lâm Mộng Đình canh giữ bên ngoài, còn đưa Tử Vân như ý cho cô. Lâm Mộng Đình không có pháp khí thích hợp, Lý Dục Thần chỉ thấy Tử Vân như ý rất hợp với khí chất của cô. Nhưng không ngờ, khi đến tay Lâm Mộng Đình, nó lại phát huy tác dụng ngoài mong đợi. Pháp thuật cổ vu của cô có thể kích hoạt một số công dụng kỳ diệu của Tử Vân như ý, chẳng hạn như chồng xếp. Không gian khi giải phóng Tử Vân. Trước khi chết Đồng Hạo nói đây là thiên vu Tử Vân, còn nói đến không gian linh lung, có lẽ đây đều là tên gọi của pháp vu, chẳng lẽ Tử Vân như ý này vốn là một pháp khí của vu sư. Nhìn kỹ những đường vân trên như ý, hình dạng rất khác với như ý sau này, cũng không phải là hoa văn mà đạo gia thường dùng. Đặc biệt là đường vân mây trên đó rất giống với hoa văn của vu sư thời thượng cổ. Lâm Mộng Đình nói, khi em sử dụng, em luôn cảm thấy không đủ nhuần nhuyễn, giống như một chiếc xe điện nhưng chỉ có thể dùng chân để đạp. Tay chỉ vào một chỗ lõm hình trái tim ở chỗ các vân mây trên đầu như ý nối với nhau, anh xem chỗ lõm này, em vốn tưởng là hoa văn được chạm khắc đặc biệt nhưng bây giờ càng nhìn càng không giống, có lẽ trước đây đã khảm thứ gì đó. Lý Dục Thần nhận lấy như ý, xem xét kỹ lưỡng, nói. Mộng Đình, vẫn là nhờ em quan sát kỹ, anh đã dùng nhiều lần như vậy nhưng không phát hiện ra điều bất thường, em vừa dùng là nhận ra ngay, chứng tỏ như ý này có duyên với em,
Em biết pháp thuật cũng thích hợp dùng nó hơn, nó được chuẩn bị cho em, sau này. Cứ mang theo người, làm pháp khí tùy thân của em đi. Lâm Mộng Đình đúng thật là khá thích cây như ý này, vừa hay cũng thiếu pháp khí thích hợp để sử dụng, trong lòng vui mừng, cô khoác tay Lý Dục Thần, dựa vào vai anh, dùng giọng điệu nũng nịu nói, cảm ơn ông xã. Lý Dục Thần cười nói, cái này còn phải cảm ơn Trần Văn Học, thứ này là cha anh ta tặng cho anh. Nói đến Trần Văn Học, đã lâu không gặp anh ta rồi, không biết bây giờ anh ta thế nào rồi. Bây giờ anh ta bận lắm, Lâm Mộng Đình nói, anh ta là người thừa kế của nhà họ Trần ở Thân Châu, Trần Định Bang đã giao rất nhiều công việc kinh doanh cho anh ta quản lý. Ngoài ra, anh ta còn là cổ đông sáng lập của câu lạc bộ Lý Cảnh của chúng ta ở thủ đô, được Lang Dụ Văn rất coi trọng và tin tưởng. Những chuyện này anh đều biết, Lý Dục Thần nói, anh đang nghĩ xem có nên đưa anh ta vào huyền môn không, dù sao anh ta cũng là người bạn đầu tiên mà anh kết giao trên thế gian này. Lâm Mộng Đình gật đầu nói, em biết anh trọng tình nghĩa nhưng mỗi người có một số mệnh, nếu tư chất và mệnh cách của Văn Học không phù hợp với huyền môn thì dù anh có muốn giúp anh ta cũng vô dụng, trừ khi anh ta có kỳ ngộ đặc biệt. Lý Dục Thần thở dài, thôi, em nói đúng, có những chuyện không thể cưỡng cầu, chủ yếu là anh ta cũng không có tâm tư này. Anh đã từng ám chỉ anh ta vài lần nhưng anh ta đều từ chối. Con người anh ta phù hoa phóng túng, tự xưng là kẻ bại hoại nho nhã, nói rằng chỉ hâm mộ chim uyên ương mà không hâm mộ tiên nhân. Chỉ hâm mộ chim uyên ương mà không hâm mộ tiên nhân. Vậy là anh ta có ý trung nhân rồi sao? Lâm Mộng Đình hỏi. Lý Dục Thần lắc đầu, cái này thì anh thực sự không biết, cũng chưa từng hỏi. Anh ta gặp người đẹp nào cũng khen ngợi, lúc trước gặp em thì cũng nói đại loại như, nhà họ Lâm có con gái mới lớn gì đó, gặp Đinh Hương thì nói mây nhẹ che trăng, gió thoảng tuyết bay, gặp chị Mai còn nói chị ấy là tiên nữ rơi xuống hồ bát đại, nói một tràng văn hoa như vậy, anh thì không nói được. Lâm Mộng Đình cười nói, vẫn là anh ta biết nói. Lý Dục Thần nói, em thích những lời như vậy thì ngày mai anh đi mua một quyển, Câu Từ Uyển Chuyển, ngày nào cũng đọc cho em nghe luôn. Ai bảo anh đọc thơ chứ? Anh không nói gì, chỉ đứng bên cạnh em là em mãn nguyện lắm rồi. Lâm Mộng Đình nói, Lý Dục Thần cười ha ha. Lâm Mộng Đình đột nhiên nói, vừa nãy anh nói ba người, em là người của anh, chị Mai có ông chủ Vương và sư phụ Vinh tranh giành, chỉ còn lại Đinh Hương. Trước đây em vẫn luôn thấy Đinh Hương và anh Mã Sơn rất xứng đôi nhưng anh Mã Sơn đã có duyên phận, anh nói xem có khả năng. Lý Dục Thần sửng sốt, đột nhiên mỉm cười, véo mũi Lâm Mộng Đình, nói, cô mối nhỏ này, lại đi xe duyên lung tung rồi. Lâm Mộng Đình bĩu môi lẩm bẩm, có phải anh không nỡ xa cô em gái Đinh Hương của anh không? Lý Dục Thần nói, anh chỉ mong Đinh Hương có một mối duyên lành nhưng nếu cô ấy không muốn thì không ai có thể ép buộc được. Dù sao thì anh không cho phép bất kỳ ai làm hại Đinh Hương, bất kể là ai, làm tổn thương người của cô ấy hay làm tổn thương trái tim cô ấy cũng không được. Làm tổn thương một chút cũng không được. Lâm Mộng Đình buồn buồn nói, em còn không thấy anh không nỡ xa em như vậy đấy. Lý Dục Thần nói, này, đừng nói em ghen với Đinh Hương chứ. Đó là em gái anh mài. Đinh Hương là em gái anh, cũng là em gái em, sao em có thể ghen với em gái anh? Lâm Mộng Đình cười khúc khích. Em không ghen đâu, anh mời em uống một cốc trà sữa đi. Lý Dục Thần cười ha ha, ôm ngang eo Lâm Mộng Đình bế lên. Lâm Mộng Đình á lên một tiếng nhẹ nhàng nhưng đã bị Tử Vân quấn lấy. Ngày hôm đó, kim lăng dâng lên, gió thu đưa đến một đám mây tím, từ Long Sơn gần trấn Châu Môn, một đường về phía bắc, theo gió trôi dạt, mây lúc thì tiến lúc thì lùi, lúc thì lăn qua lăn lại, lúc như dao long cuộn phượng, lúc như chu tước. Múa trên trời. Luôn trôi dạt trên núi Tê Hà, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, mây hồng đầy trời, mây tím mới từ từ tản ra, biến mất trong màn đêm dần buông xuống. Ngay lúc này, bên bờ hồ Huyền Vũ trong thành Kim Lăng truyền đến một tiếng rồng ngâm. Cả Trung Sơn đều rung chuyển. Đêm khuya, hồ Huyền Vũ trở nên tĩnh lặng, trên Trung Sơn cũng không còn bóng người. Theo lệnh của Châu Khiếu Uyên, nhà họ Châu đã cử người phong tỏa toàn bộ khu vực hồ Huyền Vũ và Trung Sơn, để đề phòng bất trắc. Không ai biết bên trong bí cảnh có thứ gì, lúc chạng vạng tiếng rồng ngâm như ảo giác, mọi người đều cho rằng long mạch Kim Lăng bị quấy nhiễu. Nhưng Lý Dục Thần biết, âm thanh đó không phải là âm thanh của địa mạch. Địa mạch bị quấy nhiễu, có lẽ sẽ động đất, tiếng rồng ngâm chỉ xuất hiện trong thần thức, sẽ không để người thường nghe thấy. Khách du lịch ở Hồ Huyền Vũ đều nghe thấy âm thanh đó, những cao thủ võ lâm có thính giác nhạy bén, ở nơi xa hơn cũng nghe thấy. Điều này chứng tỏ dưới lòng đất khu vực này có một không gian nào đó,
có một sinh vật thực sự hẳn là đang ngủ say, có lẽ bị trấn áp, bây giờ đã tỉnh lại. Về bí cảnh, mọi người đều rất quan tâm, đều muốn vào xem thử nhưng tiếng rồng ngâm, này khiến Lý Dục Thần không dám coi thường. Ban đầu anh không cần quan tâm đến người khác như thế nào, những người này muốn chết thì chết. Nhưng bây giờ anh là minh chủ võ lâm, không thể không cân nhắc đến sự an nguy của mọi người, không thể vừa mới làm minh chủ, chưa qua một ngày mà đàn em đã chết hết được. Anh, Châu Khiếu Uyên và đám người Tiêu Sinh bàn bạc một chút, quyết định chỉ mang theo 10 cao thủ vào bí cảnh, những người khác thì ở bên ngoài canh giữ chờ đợi. Tuy mọi người không hài lòng nhưng cũng không có cách nào, ai bảo đây là minh chủ võ lâm chứ. Trước đây mọi người ai làm việc nấy, bây giờ có minh chủ, đương nhiên phải nghe theo hiệu lệnh, thống nhất hành động. Trên thực tế, bọn họ muốn hành động riêng lẻ cũng không được, vì không ai biết vào bí cảnh bằng cách nào. Ngay cả Châu Khiếu Uyên cũng không biết, chỉ có Lý Dục Thần cầm la bàn lục hư luân chuyển mới nhìn thấy được lối vào bí cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.